For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Lệ Quyên nói về show Chị đẹp, không đẹp đẽ như tôi mơ ước. Lệ Quyên chia sẻ cảm nhận sau khi xảy ra nhiều ồn ào tại chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Cô ví bản thân được cho viên kẹo nhưng mở ra chỉ toàn là giấy. Tham gia show, Lệ Quyên bất ngờ đứng giữa tâm điểm tranh luận. Nhiều khán giả cho rằng cô được nhà sản xuất quá ưu ái, dễ dàng bước chân vào vòng show. Bạn trai Lâm Bảo Châu có cơ hội dẫn dắt chương trình, hỗ trợ phần dự thi của cô. Lệ Quyên nhiều lần phân trần về ồn ào của bản thân. Mới đây khi xuất hiện trên sân khấu, cô ẩn ý Chị đẹp đạp gió rẽ sóng không như những gì bản thân mường tượng. Giọng ca sầu tím Thiệp Hồng ví chương trình như cái kẹo, ban đầu trông thật đẹp đẽ nhưng mở ra chỉ toàn giấy. Khi mời tôi tham gia, chương trình mang đến cho tôi cái kẹo thật đẹp, tôi hy vọng đó là cái kẹo đẹp và ngon, nhưng khi mở ra chỉ toàn giấy, không đẹp đẽ, không chứa chan như mình mơ ước. Tiết lộ về cách các chị đẹp cùng nhau sinh hoạt, luyện tập, Lệ Quyên nói có nhiều chuyện xảy ra, nhưng mọi thứ không tệ như nhiều người vẫn tưởng. Có nhiều điều xảy ra, cá nhân tôi đã có nhiều chuyện rồi, đừng nói tập thể, nhưng phần lớn đó là cảm xúc tuyệt vời. Tất cả những gì mọi người thấy trên sân khấu là thật, sự vui vẻ, yêu thương. Có những thứ không thật, bản thân tôi đã nhận ra. Quan điểm của tôi không thay đổi, chỉ cần mình đúng, chỉ sợ mình sai. Ngoài ra không quan trọng, ca sĩ nói. Với Lệ Quyên đó không phải là cuộc thi hát mà là game show đúng nghĩa. Chương trình kết thúc, tất cả trở lại đời thực. Hiếm hoi tham gia chương trình suốt 20 năm làm nghề, Lệ Quyên lý giải cô không phù hợp với bất kỳ show nào có tính chất thi đấu. Nhưng Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là thời điểm cô đủ trưởng thành, tự tin và muốn cống hiến nhiều hơn cho khán giả, miễn là không sai trong khuôn khổ cho phép. Thời gian qua, Lệ Quyên gây xôn xao bởi bài đăng ám chỉ một nhân vật đang cố tình trèo lái mọi thứ, phá hỏng công sức của các nghệ sĩ tại show Chị đẹp. Cô chỉ trích cá nhân này ham hố, thèm khát vinh quang. Tôi tiếc lắm vì 99% các chị em chúng tôi đáng yêu vô cùng, 1% phá hỏng tất cả, thật sự tiếc nuối, ca sĩ nói. Lệ Quyên cho rằng bản thân là người ngây thơ trong lĩnh vực truyền hình thực tế, cô có thêm bài học sau sự vụ này. Ca sĩ chia sẻ mong mọi thứ khép lại sau công diễn 3, đồng thời để lại lời nhắn nhủ với nhân vật giấu tên. Ác quá, mất hết công sức của người ta, nhân quả sẽ trả hết thôi, chúc may mắn. Lệ Quyên là một trong những giọng ca nữ đắt show nhất nhì showbiz Việt, không thường xuyên ra mắt các sản phẩm âm nhạc, thế nhưng nhất cử nhất động của cô đều được dư luận và truyền thông quan tâm. Tuy nhiên, trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Lệ Quyên là chị đẹp hiếm hoi, sở hữu lượng anti-fan đông đảo. Sau mỗi tập phát sóng, các tranh cãi về nữ ca sĩ lại xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Đổi tên show thành Lệ Quyên và các chị đẹp. Sau vài tập phát sóng, có nhiều ý kiến của khán giả cho rằng nhà sản xuất nên đổi tên show thành Lệ Quyên và các chị đẹp. Những người này cho rằng có nhiều tình tiết cho thấy nhà sản xuất có phần ưu ái, thậm chí là thiên vị đối với Lệ Quyên so với các nghệ sĩ khác. Theo phản ứng của khán giả, từ các vòng thi solo đến công diễn, tiết mục của nữ hoàng phòng trà thường bị đánh giá đơn điệu, mờ nhạt nhưng lại vẫn đạt điểm số cao và luôn ở vị trí top đầu của chương trình. Ngay từ tập đầu tiên, show đạp gió, từ việc sắp xếp hình ảnh cho đến vị trí xuất hiện của Lệ Quyên cũng bị khán giả soi ra nhiều điểm chưa phù hợp với vị trí trong nghề so với các đàn chị khác. Sau bài đăng của mình, Lệ Quyên mong muốn khép lại tất cả. Nữ ca sĩ chia sẻ, ngay cả lúc sóng gió nhất cuộc đời, chưa từng ai thấy cô khóc. Giọng ca Giấc mơ có thật bộc bạch thêm. Nhưng mọi người sẽ thấy tôi khóc như một đứa trẻ bởi niềm tin vụn nát trong lòng ở cuộc chơi này. Thôi, tôi lỡ ở đây rồi, cứ lợi dụng đi nếu ai đó cần nha. Tàn khốc quá, điều tôi không hình dung ra được. Giá như không có điều này thì cuộc vui thật sự trọn vẹn lắm. Lệ Quyên hài lòng vì khi đến với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, cô đã chơi hết mình với cuộc chơi này. Về chuyện bị chơi xấu, nữ ca sĩ bày tỏ, ăn chén cơm tổ nghiệp thì cần khán giả thật sự mới lâu dài, những thứ hư danh, xoay bằng thủ đoạn chỉ là khói bụi. Những chia sẻ này của ca sĩ Lệ Quyên đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.